Cách chơi của giang hồ xưa và nay Ân oán, tình thù đều có mùi của máu và lửa đã quá quen thuộc của lịch sử giang hồ. Công nghệ hàng nóng đã được áp dụng triệt để từ hoa cải đến thời G8 bút bì ám sát của điệp viên 007. Tất nhiên, thông dụng nhất vẫn là K54, K59, AK bắn gập. Song theo thời gian, dưới giang hồ đã có nhiều biến thái đáng sợ. Trong thế giới ngầm của các băng nhóm tội phạm, việc tranh giành ngôi vị lãnh địa hoạt động hay thị uy để lấy và lên số từ gian quân chém giết đẫm máu như thời trung cổ bằng giao tông phóng lợn kiếm xiên là chuyện không lạ bộ đội già và giang hồ trẻ sơn tịnh nhà ở phố lò rèn một phố cổ nổi tiếng hà thành đã rửa tay gác kiếm kể về quá khứ thời bao cấp anh có thâm niên bốc lịch hơn chục năm thời của bọn anh đại ca giang hồ là một cái gì đó khó khăn huyền bí với mọi người lắm nó có tên tục là bộ đội già người hà thành xưa mà nghe danh bộ đội già là phát khiếp song thời nào cũng vậy quân khu bộ đội già sống với nhau khá đàng hoàng và phân chia khu vực sinh sống rất rõ ràng hà thành lúc đó có các quân khu như quân khu lý nam đế quân khu hợp doanh ngoài bãi đều ở ba đình quân khu nam đồng ở đống đa quân khu nhà mả hai bà trưng và quân khu bang cỏ ỉa phố lò đúc hoàn kiếm giang hồ thời đó đâu có máu điên như bây giờ trong làm ăn mâu thuẫn giữa các quân khu là chuyện thường giang hồ có quy luật riêng giải quyết ân oán đều mang đậm chất anh chị có chút nghĩa hiệp nhưng đều dựa trên quyền lợi của nhóm phần lớn những ân oán được giải quyết bằng đàm phán theo đường ngoại giao là bắn tin không thấy động tĩnh gì có nghĩa là đồng ý và cứ thế mà làm cực chẳng đã mới phải biến đối thoại thành đối đầu mà thôi mà ngày ấy chiến với nhau phần lớn là gian trận giáp lá cà bằng côn nhị khúc, con te, dao tông, kiếm, dao găm, lưỡi lê. Dù là hung khí thô sơ nhưng cũng oanh liệt ra trò. Lúc gian trận hai bên hú như đánh võ trên võ đường, chỉ khác chút là có thêm tiếng chửi, tiếng gầm và khuôn mặt đằng đằng sát khí. Kết thúc những cuộc gian trận đó là thương tích, máu me nhưng ít khi mất mạng như bây giờ. Lắc đầu lẻ lưỡi, cười rồi Sơn Tịnh nói tiếp. Nếu hành xử kiểu giang hồ bây giờ thì ngày đó chết cả lũ. Có hàng nóng đấy nhưng đố dám dùng. Hàng xã hội chủ nghĩa có số có vạch, cớm giỏi lắm, cha ra ngay, cho vào khám cả lũ. Giang hồ thời này khác lắm, hôm trước chỉ đi nhậu với chúng nó thôi mà vỡ mật. Chỉ mấy chén rượu đã lời ra, căng thẳng và rút ra, thị uy. Khiếp thế, có một cái khác nữa, ngày xưa, giang hồ được gọi là bộ đội già cũng đúng. Áo mông tư ghi, quần ga, dép lốp, ổi tàu, tước mũ cối tàu, đã là đỉnh lắm rồi. Giờ giang hồ ăn mặc còn ngon hơn cả chính khách. D là đàn anh của Khánh Trắng, gật gù thừa nhận. Dân giang hồ Hà Thành rất oai, đi tô xị, mặc hàng hiệu, ăn nói nhỏ nhẹ. Trong công việc chỉ cần lắc, gật là giải quyết xong. Sơn Tịnh thừa nhận, không rửa tay gác kiếm cũng không xong. Giang hồ trẻ bây giờ khủng lắm, chúng chẳng coi tình nghĩa là gì. Cứ có chút thù án là tình nghĩa trước đây cũng bằng không không thể theo kịp bọn giang hồ trẻ nữa rồi. Tình hay thủ, chúng cũng đem ra bắn. Thế làm sao mà ổn được? Tôi cười mà rằng, có nghĩa anh thừa nhận mình hết thời. Sơn thẳng thắn nhìn nhận, không hết thời cũng chẳng được. Cần phải thấy mình hết thời thì mới biết sợ. Thời của tôi làm gì có chuyện chịu ơn vì tình cũng bắn, mà thù cũng bắn như giang hồ bây giờ. Ngày ấy, bọn tôi sống bằng cái danh là nhiều, vẫn làm, có chuyện bảo kê, nhưng không hề đâm chém mướn không có chuyện chẳng biết người ta là ai nhận tiền là chém người chém chết bao giờ thế cái tình thù của giang hồ ngày xưa thế nào sơn phân trần nó không nhuốm đen màu tiền như bây giờ đã có tình với nhau thì chịu chết chứ không làm người khác chết còn thù là xin tí tiết nó rất rõ ràng ở chỗ tôi phải biết lý do trả nợ tình là gì và đối tượng là ai có đáng chém không thì mới chém không hề có chuyện vì tình mà chém người không liên quan ảnh hưởng tới mình. Như vậy cái tình thù của Giang Hồ cũng đã đổi theo thời gian sao? Theo Sơn không hẳn là do thời gian mà do quan niệm. Cách nghĩ của mỗi thế hệ Giang Hồ khác nhau thì có cách hành xử khác nhau rất khó hiểu. Sơn Tịnh kể tiếp. Thù là thù trực tiếp giữa đối tượng này với đối tượng khác. Chứ không thù bắt cầu theo kiểu đại ca tao có thù với mày. Tao chịu ơn cái tình của đại ca nên thù mày theo đại ca mà đã thù tức thì kiểu gì cũng đánh nhau, chém trực diện, chứ không như bây giờ im ỉm rồi bắn sau lưng. Nói tóm lại ngày xưa cách hành xử của Giang Hồ với nhau không manh động như bây giờ. Dựng tóc gáy vì Giang Hồ thời nay. Một ánh mắt soi mói, một cử chỉ được cho là thiếu thân thiện, một vụ va chạm giao thông, một dòng chat thách đối nhau trên mạng thời A Còng. Tất cả đều có thể dẫn đến một vụ trọng án do chó lửa gây ra. Vụ hỗn chiến đẫm máu giữa hai băng nhóm giang hồ tại ngõ 302 đường láng Đống Đa Hà Nội làm người ta kinh hoàng. Tuy nhiên đây không phải là màn thanh toán nhúm máu đầu tiên của các nhóm anh chị thời nay. Các đối tượng gồm Nguyễn Ngọc Hải 17 tuổi, trú tại xóm 13B, xã Nghi Kim, thành phố Vinh. Hoa Văn Nam 23 tuổi, trú ở Hưng Nhân, Hưng Nguyên, Nghệ An. Bùi Đình An 26 tuổi, trú ở Đức La, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Và Lê Văn Nhật 20 tuổi, trú xóm 8, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh. Theo đó, Nhóm của Nhật do mâu thuẫn từ nhiều ngày trước với một nhóm thanh niên khác tại quán karaoke nên cả bọn mang theo chó lửa và kiếm rủ nhau đi phục thù. Đến nơi, Nhật bắn một phát xuống đất giữa ngoài, sau đó hai bên lao vào hỗn chiến. Tại hiện trường, có hai nhóm nam thanh niên đang ẩu đả ở trước quán. Trên tay cầm hai thanh kiếm dài, 1m, một dài 1 mét, một mác dài 1,5 mét, chó lửa. Trong bốn đối tượng bị bắt, thì Nam và Nhật đã có tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích. Riêng đối tượng Lê Văn Nhật vừa bị tòa án thành phố Vinh xử 18 tháng tù, hiện đang tại ngoại chờ ngày thi hành án. Để giải quyết nợ nần cờ bạc, hai băng nhóm giang hồ tập trung chuẩn bị vũ khí gồm kiếm nhật, hàng nóng, roi điện để giáp lá cả. Họ đã lăn xả vào chém giết lẫn nhau, bị trọng thương. Nguyễn Văn Hoàng tự Hoàng Trắng, 31 tuổi, ngụ thành Hóa và Nghiêm Viết Hòa, 23 tuổi, ngụ Hải Phòng đã dùng rulo nã về phía đối thủ, gây kinh hoàng cho người dân thành phố. Vụ vãi đạn của Đỗ Tiến Cường, tức Lượng, 38 tuổi, ngụ quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, một giang hồ có số cũng khiến nhiều người phải ớn lạnh. Cường mang trên người nhiều chiến tích vào tù ra tội nên rất được các tay giang hồ nề trọng. Ngay sau khi ra tù, Cường lập đường dây cho vay nặng lãi và nhiều hoạt động khác. Để lấy số, Cường mua K54 thường xuyên mang trong người. Cường đi ô tô, suýt đâm vào xe máy, đã không xin lỗi. Cường còn bảo đàn em cầm mã tấu chém người đi xe máy bị thương. Thấy mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu, Cường không buông thà, bắt đàn em đuổi theo, bắn thị uy. Kể ra còn nhiều vụ thanh toán dùng giận hơn, nhưng với Sơn Tịnh, đó đã là những điều không thể chấp nhận được. Những mâu thuẫn nhỏ nhoi, không đáng có trong cuộc sống như va chạm giao thông có thể hóa giải bằng một lời xin lỗi, giải bày với nhau. Sơn Tịnh cho rằng, đã là giang hồ thực thụ, đừng mang cái mác chẳng mấy hay ho gì ra để dọa người. Ai cũng muốn mình tốt nhưng mình đã đi theo giang hồ Thì cũng đừng làm biến thái nó đi Sơn Tịnh khẳng định Chính vì sự biến thái đó Mà kẻ còn lại như tôi chưa bao giờ dám nhắc lại quá khứ Còn đối với giang hồ Sài Gòn xưa và nay cũng rất khác Khi giang hồ cũ không bao giờ đụng với quan chức thực thi pháp luật Đại ca thầy lẫy lừng là vậy Mà sau lần lỡ tay giật cùi trỏ Đánh cò ly trưởng ty cảnh sát quận nhất Tại vũ trường tự do Đã phải trốn chui trốn lùi Nhờ người đứng ra giản xếp xin lỗi Kết cuộc, đại ca thay phải chịu hình phạt của cò ly. Cấm không được lui tới những vũ trường, nhà hàng mà cò ly đã có mặt trước. Cò ly cho rằng đại ca thay đã phạm tội khi quân. Cũng vì dám động đến đám lính không quân, dù chưa làm ai bị thương, chứ đừng nói đến chết, mà nguyên đám giang hồ của đại ca thay bị xóa sổ vào năm 1966. Giang hồ sau này khác hẳn, đụng quan chức, kể cả công an cũng chơi luôn. Dám dùng dao đâm chết cảnh sát Phan Lê Sơn ngay tại một quán nhậu ở trung tâm thành phố. Thứ nhì, tuy dân giang hồ thời trước cũng có đủ loại vũ khí từ dao lê, mã tấu, côn nhị khúc đến liệu đạn, nhưng hàng nóng chỉ dùng để ăn cướp mà không bao giờ dùng đến khi thanh toán nội bộ hoặc đấu đá, thu phục lẫn nhau. Thí dụ, khi đại ca thay muốn thâu tóm băng của tín mã nàm ở khu vực đại thế giới, chợ lớn, đại chỉ huy đám binh hùng tướng mạnh mang theo dao búa gậy gộc tấn công đối thủ. Phe tín mã nàm cũng vậy, chỉ dùng tay nghề tức võ thuật và tay sử dụng dao búa để kháng cự. Nhiều lần đụng độ bất phần thắng bại, có khi mỗi bên xuất quân tới mấy chục, nhưng trước khi nào nghe tiếng nổ, cũng do đó bình thường đôi bên chỉ bị thương, chứ không ai bỏ mạng bao giờ. Giang hồ khi xưa quan niệm, khi chỉ dùng tay nghề thi đấu, bên nào thua mới tâm phục khẩu phục, cho nên những đại ca thời trước đều phải vừa gan lì, vừa phải thường xuyên thao dượt võ nghệ, tập luyện thân thể kể cả trong tù. Võ của họ hầu hết không theo một trường phái cụ thể nào Không nhằm múa cho nhuyễn Đi bài cho đẹp Nhưng là những đòn thế giang hồ theo kiểu tổng hợp thập cầm Chủ yếu là làm bất cứ cách nào hạ được đối thủ Sát thương đối thủ như chơi Trong khi giới giang hồ bây giờ hở một chút là trời chó lửa Cụ thể như bình kiểm Màu trống có số má chỉ nhờ vào hàng nóng Hoặc châu phát lại em nổi lên bước đầu Nhờ kích một tay đàn anh đấu võ tay không Riêng lai em lén giấu dao trong áo khi thấy nguy cơ thua liền rút dao đâm diệt đối thủ. Giang hồ ngày trước, dù đã lên đến hạng đại ca, vẫn sẵn sàng trực tiếp thi thố tài năng khi cần thiết. Đại ca thay, khi cùng một lô tay anh em lên Đà Lạt, gặp chùm du đảng xứ sương mù là si rỗ. Đại ca thay chơi parkour, parkour tức đấu tay đôi, liền, không chút sợ hãi, nếu là năm cam hay hiệp phỏ mã, dám chắc cả hai bỏ chạy có cờ. Ngày trước đã mang danh dân giang hồ là phải chơi đẹp. Tất nhiên không phải hiểu chơi đẹp theo nghĩa thông thường là chi tiêu hào phóng rộng rãi, mà là đối với bạn bè, dù bất cứ thành phần đối tượng nào đã kết thân, coi như bạn, phải đàng hoàng, không nói dóc, hứa cuội, mà giữ gìn chữ tín, nể trọng lẫn nhau. Mai đến bây giờ tôi vẫn còn ân hận một chuyện. Khoảng đầu năm 1977, tôi gặp lại Huệ Dâu, trước bị giam cùng chúng tôi tại chuồng cọp khu C trại 7. Anh em mừng mừng tuổi tuổi ôn lại đủ thứ chuyện hồi bị giam chung tại khu C chạy bầy ngoài côn đảo. Từ đó tôi không bao giờ gặp lại anh. Sau này nghe tin anh chết mà vẫn không bỏ được thứ chất trắng ấy. Phải chi lúc ấy tôi đừng quá căng hoặc huệ dâu cứ nói dối tôi có thể sự việc đã đổi khác. Tôi kết thân với anh em giang hồ cũ chính là nhờ điểm này. Đến tận lúc chết, Lâm Chín Ngón vẫn tự coi là đàn em của tôi một cách rất thật tình. Giang hồ thời nay không thiếu gì kẻ lừa thầy phản bạn, bán đứng anh em, từ chơi đẹp gần như đã chìm hẳn vào quá khứ. Cũng chính một phần nhờ chơi đẹp mà giang hồ năm xưa mới nổi đình đám, được cảm tình của một số người, trong đó các doanh nhân, văn nghệ sĩ và cả một số lính, cảnh sát của chế độ cũ như lành là cảnh sát tổng nhà theo làm tài xế cho đại ca thay. Sáng và cu quỳ là người nhái làm đàn em của đại. Tiếc thay, Vài nét được gọi là đẹp của giới giang hồ khi ấy cũng mai một dần, biến tướng dần, trong khi những đặc trưng khác của xã hội đen như cướp giật, thủ đoạn, tranh giành địa vị, thanh toán lẫn nhau, kết bè kết phái, mua chuộc hối lộ, hầu như trở thành bản chất của các băng nhóm tội phạm sau đó. Trên đây là cách chơi của giang hồ xưa và nay. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share, điều ủng hộ OV Đại Bảng có thêm động lực để ra nhiều clip hay phục vụ quý vị xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các clip tiếp theo